Công trình giang dở, 3 giờ giới nghiêm. Một người đàn ông đang đi đến một ngôi nhà xây dựng giang dở bị bỏ hoang và được cho là bị ma ám. Khi anh ta đi qua ngôi nhà, qua các hành lang dài, từ phòng này sang phòng khác, anh ta đi tiếp vào các mê cung vô tận của những hành lang trong ngôi nhà bỏ hoang, thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ ớn lành đến tận cốt nõi. Mà sao nhỉ mà? Ây ô, ô, mà sao nhỉ mà? Ây ô, ô, mà sao nhỉ mà? Ây ô, mà sao nhỉ mà? Ây ô, mà sao nhỉ mà? Hình bóng đen tối dường như đang theo dõi anh ta từ cuối hành lang. Anh ta lao về phía đó thì nó đã biến mất và bây giờ lại xuất hiện trở lại. Anh ta đuổi theo nhưng một lần nữa nó vẫn biến mất vào không trung và sau đó thì một cánh cửa tự đóng sầm ngay trước mặt. Bên trong đó không có gì. Anh ta đạp cửa bỏ đi khỏi ngôi nhà bỏ hoang giang dở đó ngay trong đêm. Vậy bạn nghĩ hình bóng tối 2 lần hiện ra rồi biến mất đó có phải là bóng ma bồn chồn đang ám ảnh trong ngôi nhà đó hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Yêu tinh hoạt động. Một gia đình cho biết rằng sống trong một ngôi nhà có lịch sử hơn 300 năm tuổi và bị ám ảnh bởi các thực thể đen tối. Mọi người thường xuyên trải qua những hoạt động không giải thích được nên gia đình đã lắp nhiều camera trong ngôi nhà. Vào một buổi tối, sau khi cả nhà ăn tối xong thì một cô gái đang ngồi ở bàn ăn nghe nhạc bằng máy tính thì chuyện này xảy ra. Hai chiếc ghế riêng biệt tự di chuyển, một trong số chúng bị lật và ngã xuống sàn nhà. Cô gái nhanh chóng đặt tai nghe xuống rồi vội vàng đi tìm bố. Nhưng chỉ 1 giờ sau đó thì chuyện này xảy ra.
Chiếc ly nước trên bàn bay khỏi bàn ăn khiến con chó bỏ chạy. Vào buổi sáng ngày hôm sau, anh ta nghe thấy tiếng động, tiếng chân không rõ nguyên nhân trong ngôi nhà. Anh ta thử đi tìm xem cái gì đang ở trong đó thì mọi thứ trở nên cực kỳ lành. Jesus Christ, the door just closed. Was there someone in? Did you see anyone? No. Richard, be careful. Guys, is anyone in here? Cánh cửa phòng ngủ trên tầng 2 đóng sầm ngay trước mặt anh ta trong một căn phòng, nhưng anh ta mở cửa, không có gì trong đó, phía sau cánh cửa không có gì, cửa sổ đóng kín, không có gió. Vậy bạn nghĩ ngôi nhà đó có đang bị ma ám hay không? Vì khách ma. Một nhân viên bảo vệ qua đêm đang quan sát tầng hầm sảnh của một ngôi nhà chung cư vào khoảng 3 giờ sáng thì một bà lão tiến đến cửa và người bảo vệ vội vàng ra mở cửa cho bà, và bà ấy đã yêu cầu giúp đỡ, và anh ta dường như đang có một cuộc trò chuyện rất lâu cùng với bà ấy. Nhưng một cái gì đó đã xảy ra, mặc dù không có người phụ nữ nào ở đó, các camera an ninh không nhìn thấy bất kỳ ai khác trong hành lang đó. Khi các nhân viên bảo vệ của anh ta đã theo dõi anh ta trên màn hình trong phòng điều khiển, thì mọi người bắt đầu hơi lo lắng nên đã gọi cho anh ta và hỏi chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó. Anh ta đáp lại trong bộ đàm rằng: "Tôi đang nói chuyện với một bà già, bà ấy cần tôi giúp đỡ." Nhưng làn da của anh ta đã lạnh ngay khi nhiều câu trả lời trên bộ đàm của anh ấy. Những người lính canh của anh ấy, những người đó nói rằng không có ai ở đó. Anh ta bắt đầu bối rối và họ lặp lại rằng không có ai ở đó, không có ai ở đó. Anh ta bắt đầu ớn lạnh, vội vàng tìm cách lao nhanh ra khỏi thang máy, bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà. Sau đó thì nhiều người dân của ngôi nhà cũng đã chứng kiến linh hồn của bà cụ. Một số người cho biết rằng cũng đã nói chuyện với bà ấy khi bà ấy yêu cầu giúp đỡ. Vậy bạn nghĩ chuyện gì đang xảy ra với anh ta? Có phải anh ta đã nhìn thấy ma hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma đến thăm nhà. Một gia đình đã cáo buộc cho rằng camera an ninh ngoài trời đã phát hiện ra một cái gì đó thực sự lạnh lùng. Nhiều người đã trông thấy rằng dường như có hai hoặc có thể là ba hình bóng màu trắng bán trong suốt. Nhiều người cho rằng đó là một người phụ nữ mặc váy thời xưa, theo sau là hai đứa con của cô ấy. Vậy bạn nghĩ rằng có phải chiếc camera đã bắt được những thực thể ma đến thăm nhà hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma trên công trình. Một người đang đi mua sắm trên đường phố thì nhìn thấy một thứ gì đó trên một công trình ở gần đó. Tất cả mọi người đều chú ý đến người phụ nữ kỳ lạ ở trên công trình đó. Nhiều người cho rằng đó là ma, nhiều người cho rằng đó là hình nộm mannơ canh. Vậy bạn nghĩ đó có thể là gì? Bạn nghĩ rằng có phải người bảo vệ đã gặp ma ở đó rồi bỏ chạy hay không? Hình bóng đen tối theo anh ta cuối hành lang rồi biến mất có phải là ma? Làn sương khói bay ra từ combo B, con mèo chạy trốn, chiếc ghế bị giữ rồi thả ra có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.